Và hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Tùng MG. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với chặng đường All Survival Evil Season 1 Legend Comeback cùng với Hoàng Anh. Thì về ở tập trước rồi ấy, ở tập trước là mình làm gì không quên rồi. hôm qua mình đã xây được cái nhà, đúng rồi, mình xây được cái nhà, gọi là cái nhà phía sau kế bên cái nhà gỗ của mình bắt qua để mình xây một cái nhà đá ha. Bạn nào mà chưa xem tập trước, các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới, ở dưới description cái phần hiển thị thêm á, thì mình có để link danh sách phát của mình, là cái series á, các bạn bấm vào. Hôm nay là tập mấy thì trước tập đó một tập, thì các bạn nhớ đón xem nha. Mà đã xây được cái nhà và xây được cái chuồng chim, kiểu như là cái giống như cái bãi đậu xe vậy các bạn, để có thể khi mình đi về mình đậu mấy con chim lên đó. Ui chết mẹ, nói chuyện quên coi stamina luôn. Thì các bạn nào đang xem thì chưa bấm đăng ký, các bạn nhớ bấm đăng ký và nhấn like và share cho giúp mình để tạo động lực cho mình nha. Và kế bên nút đăng ký các bạn có một cái chuông. Ui what the hell, thì con này điên rồi. Thì có một cái chuông, các bạn bấm vào cái chuông, khi mà mình ra video thì nó sẽ thông báo cho các bạn ha. Các bạn nhớ nhấn subscribe để giúp cho mình đạt 10k subscribe trong thời gian sớm nhất nha. Mục tiêu của mình đang là 10k subscribe, không biết tới chừng nào thôi, nhưng mà mong là sẽ nhanh chóng. Thì ok, hôm nay Hoàng Anh bị đau họng cho nên là khá là ít nói, các bạn thông cảm ha. Bây giờ mình với ông Hoàng Anh này đi ra khu rừng Redwood để đi lấy cái sáp. Thì cái sáp là cái gì? Cái sáp là một cái kiểu như là giống như là giống như tiếng Việt vậy các bạn. Sáp nhựa cây, chính xác là nhựa cây, để về chế tạo được cái vật liệu chế, để chế ra được cái gamat, đúng không? Chế một cái vật rồi sau đó từ cái vật đó chế cái ra gamat các bạn. Và mình là phòng độc. Đúng rồi, mặt nạ phòng độc. Sau khi chế xong có cái ga mát thì chúng ta sẽ đi vào cái hang để farm chitin, lấy con mega therium để farm chitin. Mình phải giải quyết cái vấn đề cementin trước, rồi sau đó mình mới kiểu như thông thả mà chúng ta có thể đi được. Thì trong ông đây ơi, ông ơi đừng dừng ở đây, ông ơi đừng dừng ở đây. Sao vậy? Chỗ này có nhiều terabot lắm, bay lên trên cao lên. Okay, lên chờ tôi tí. Tôi nghĩ ở đây chắc không có đâu. Đây terabot ở dưới đầy. Ok, thấy. Chờ tí nghỉ ngơi cái đó. Rồi đi tiếp nào. Ok. Đây là lên cây trên này lấy luôn này ông này. Cây trên đây được này. Đặt thử xem. Từ. Hồi đó giờ mình chưa có thử xài cái cây chọt nhựa như thế này. Ui tôi nghe cái tiếng gì ông ơi. Từ ông ơi. Ông leo lên con chim trước đi, phải có một thằng thủ chim. Hiểu không? Tôi lùn quá tôi không treo được. Chắc tôi cao à. Bây giờ sao ta? Ok có thấy rồi các bạn, thấy rồi, nhưng mà nó hơi cao. Rồi làm sao leo lên trển? What the fuck? ok. Ơi. Ok, tôi lên rồi. Bay đi. Ui, tôi nói ông bay đi. Ui, bức mẹ cái giáp tôi rồi. Ông dọn hết cái đám đó, tôi ông dọn. Khoan, con tao em mình hơi bị yếu máu rồi. Con gì kêu nhỉ? Để tôi lái cho. Ui, bay ông ơi. Ui ông con Pego đã ăn trộm cái hồ nước của tôi rồi. Thấy chưa, tôi nói mà mấy con quỷ đó. Ui coi chừng quên cái chỗ mà mình đặt ấy. Đừng có đi xa. Ông đặt chưa? Tôi đặt rồi. Ôi dồi ôi. Đây là nó đây này. Ok, thấy. Ông đu lên tường cho tôi, ông đứng lên tường, con này đu lên tường được. Khoan, đúng rồi, đứng yên. Chưa có sáp các bạn ơi, chưa có sáp. Vãi cái lồn à, cái gì vậy? Ôi hôm nay ông sao vậy? Nữa? Ông ấn e ra mà, chứ không phải là tôi không có. Tôi không. Bây giờ ông có câu tôi nào, ông câu tôi đây. Nghĩa là ông ấn e vào cái đấy là nó sẽ tự động rơi người tôi, ra. Tôi ấn ép chứ không ấn gì. Ép thì nó cũng vẫn như thế mà, thì nó là ông kiếm giùm tôi một cái chỗ nào đó an toàn đi.
Giờ tôi đuối quá rồi. Đây. Ok, ông đáp xuống đường chim tôi lái cho nhanh. Rồi ok. What the hell? Sao tôi lái không được? Rồi đây được rồi. Rồi ông lên đi, ông lên đi. Tôi ăn vô cái đã. Để À, tôi ép thử xem nhá. từ 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 từ. Ờ, đu được này. Ờ, đu được gì đây? Đó, nãy tôi kêu ông đu vô đây này cho coi cho dễ. À, tôi không biết con này nó đu được. Dạ, trời ơi, dân official vậy. Đó giờ chưa tay con này à? Tôi nhà tôi không có con này không ạ? À, các bạn thấy không, trên cái tree sap tab á các bạn, khi mà nó biến thành một ở trên sạc một á là nó sẽ có. À, mà không biết tới khi nào, bây giờ mình với Hoàng Anh chờ. À, để chờ để chế được cái abo gì nè các bạn, cái giống như là cái cơm nguội gì đó, cái nấm cơm á. Rồi. Đây đây đây. Thế khá Ha. lâu ấy ông ạ, Chúng tôi ta nghĩ phải hai sáp mới được. Hơi bị lâu đấy các bạn, hơi bị lâu. không phải là nhanh đâu, khá Phải lâu. chờ nó thôi. Ok, mình sẽ kiếp cái khúc này cho đến khi mình thấy được cái sáp thôi các bạn, chứ bây giờ mà không biết chờ tới khi nào thì từ đó giờ mình chưa có lấy sáp lần nào, mình chưa có biết. Bây giờ phải chờ. Ok, được rồi các bạn. À, sau một thời gian chờ đợi, nó mình thề với các bạn là rất là lâu nha các bạn. Nếu mà các bạn có chơi cái này mà lấy ở đây thì các bạn thấy rất là lâu. Mà bây giờ mình không biết cách nào để lấy nè. Bây giờ ông tôi xuống ông chở tôi đi rồi ông tôi mà có rớt á thì ông nhớ ông cứu tôi là được rồi. Ok. À, bây giờ ông chở tôi đi, ông chở tôi đi. Giờ tôi ngồi sau nè. Tôi ngồi ở phía trước nè, ông gán ông đu vô nha. Nhấn phím cách á, nhấn Đỡ phím đỡ. cách. Ok, ờ à, được được. Ui không được, không được, không được. Ờ à, được 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 được. Khoan từ từ từ. Được chưa? Chưa từ từ từ. À, ông bay lại đi, ông bay lại đi, ông bay đi, ông bay đi. Rồi nè, bay đâm đầu vô nó, đâm đầu vô nó. Ôi, bây giờ đừng có đầu nữa, bây giờ đừng có đầu nữa. Bay đi ông, bay đi ông, bay đi, bay đi, bay đi. Đừng có đầu nha, đừng có đầu vô nha. Xích vô tí nữa, xích vô nữa. Hết xích được hả? Ờ đó đó, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Không biết là được bao nhiêu, mình nghĩ là một cái sáp thôi thì rất là lâu mà. Xích vô tí nữa ông, xích vô tí nữa. Chưa 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 hiện. Ui như vậy không được rồi, đậu thứ hai, đậu thứ hai, tôi có góc nhìn không? À, gần được thì mẹ vãi cái luôn. Khó thế. Lại. Ơi Từ 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 từ. À, ông bay đâm thẳng vô luôn, ông bay đâm thẳng vô luôn. Ui chóng mặt đấy. Ờ à, được, ui rồi được được các bạn. Ui 26 không ơi. Ơi à, về 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 về. Ok, như vậy mình tưởng là mỗi lần lấy chỉ có một sáp thôi các bạn, nhưng mà bây giờ tới 20 sáp mình có thể dư sức. Mình đang rất là lo, tại vì nếu mà lấy một sáp thì phải là làm 2 3 cây nữa, mà các bạn biết làm 2 3 cây tốn bao nhiêu không? Để mình cho các bạn xem, mỗi cây á là nó tới tận 100 meter lận đấy, cho nên rất là lâu, bởi vì không uổng công sức mình chờ đợi. Và mình ban đầu á mình cũng tính á là cái season này là một cái season sạch không mod gì cả. À, nhưng mà tại vì nếu mà chơi như thế thì chủ yếu là mình vừa chơi hạt và vừa vui nữa. À, không phải là mình muốn game nó dễ hiểu không, nhưng mà mình muốn cái gì nó tiện và đỡ mất thời gian của các bạn hơn, cũng như đỡ mất thời gian của mình hơn. Cho nên là chúng ta mình có mod mới, mod thêm 2 cái mod ha, mong các bạn thông cảm. Đó là cái mod Extra Loot mà các bạn yêu cầu mình rất là nhiều. Mình không nghĩ là mình sẽ xài những cái mod như thế này, mình sẽ không nghĩ là mình xài những cái mod trách loot này, tại vì về xây nhà thôi, xây nhà thì nó cũng không ảnh hưởng gì, mình cũng phải đi farm thôi, và đồ đạc của nó thì không làm gì đâu. Ừ, và đồ đạc của nó thì nó sẽ ngang bằng, kiểu như cái vật liệu nó sẽ ngang bằng với những cái món đồ gốc, những cái món đồ ở trong game gốc, hiểu không? Ui con gì đánh kìa. Con này là À, con nhắm kích ok, và nó ngang đồ với game gốc. Và cái mod thứ hai mình có add vô đó là cái mod import empty right bot, empty đúng right không? bot. Ok, empty right bot. Thì cái mod này cái công dụng của nó là giống như là hồi đó các bạn xem những cái season trước của mình á, lúc một cái thời mà mê game đẹp trai thanh lịch vô địch các vũ trụ ấy, thì nó là giống như cái mod backup vậy các bạn. Khi mà các bạn bỏ một cái chế một cái backup
bỏ vào con, và bỏ vào một con thú khủng long nào đó xài, thì mình đè phím E vào con khủng long đó thì nó sẽ hiện ra backup, thì nó mình sẽ backup được nó trên vai, và khi mình muốn quăng nó ra bất cứ con nào luôn, Ronto, T-Rex, Gigan gì cũng backup được, đúng không? Nhưng mà cái mod này nó cũng giống như vậy thôi, nó sẽ đưa vào trong một cái hộp như thế này cho mình vận chuyển. Tại sao mình xài cái mod này? Đơn giản á, là mình tính sai một điều và ông Hoàng Anh cũng bóp bi mình một cái hết sức là đau, đó là cái hang này con Mega không thể nào mà chui lọt vào được, cho nên mình đành phải backup nó thu nhỏ lại, và khi mình vào hang á thì mình mới bung nó ra đó. Cho nên một cú bóp cháy hết sức là đau của ông Hoàng Anh làm cho mình tính sai, nhưng mà thôi lỡ rồi đó. Con Mega như thế này mà cái hang nó rất là nhỏ, cỡ cái cửa mình thôi, cỡ cái cửa nhà mình thôi. Đấy. À, bạn nào mà chưa xem tập tướng thì các bạn có thể xem lại cái ngôi nhà của mình mới xây. Ê, ê, ông ơi, ông ơi, ông, tôi xây cái chuồng này làm Ơi. gì ông? Tôi xây cái chuồng này làm gì? Tại sao ông lại để đó? Chịu khó tí ông ơi, chịu khó một tí. Nghe lời tôi, chịu khó một tí. Quên. Ok, chịu khó tôi. Tí đi. Đậu lên cái chỗ chuồng này cho nó có vẻ như tôi xây có công dụng tí. Ok. Đây, và cái khung cảnh dưới của mình đây, mình thiết kế đây. Và tập trước mình có nói với bạn là mình sẽ dùng cheat để spawn ra những cái con cá này, Lithia, bảy màu gì đủ hết này. Đó, hai bên kiểu như cái hệ sinh thái rất là đẹp. Đáng nhẽ là ông phải spawn hai con Mô Thôi thôi, mô sao ông biết là nó bự hơn cái nhà tôi mà. đây Ông nghĩ tôi nó spawn được à? À, mình mà kiểu như mình đi tới đây nè các bạn, mình đi tới đây mà mình làm đồ của Mô Sa nó táp một cái một là banh nhà luôn nếu mà bon được. Ok, và bây giờ thì mình sẽ bỏ sáp vào, sau đó chúng ta sẽ chế, đầu tiên chúng ta sẽ chế cái mái đèn, cái mái đèn mình đã chế ở tập trước rồi nha. Và tiếp theo mình sẽ chế tiếp một cái dây điện couple. Ok, thì bây giờ mình đã tạm thời mình sẽ xài dây điện từ ít ít thôi các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ chơi một cái ngã tư hoặc là một cái ngã ba đi, một cái ngã ba đi các bạn, thôi một cái ngã tư, thôi một ngã ba là hợp lý, cho nên là mình sẽ bỏ metal vào đó. Bây giờ mình metal, à, giờ metal mình xài hết rồi, đúng rồi, hồi nãy mình làm cái đồ lấy sáp thôi là muốn nghèo rồi đó, đồ lấy sáp thôi là muốn nghèo rồi. Và bây giờ mình Đúng sẽ rồi. nghe 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 ông ơi, Ông có tính đủ chưa đấy? Tôi thấy sai sai không ạ? sai cái gì nè, Chế cái cúc bộ trắng trắng cái aso bình này cái mà để chế gas mask ấy, cái này ok, thế nếu mà hai cái mặt đạn độc thì phải chế mất 36 cái sáp thì phải. tại sao là 36 Ông nhìn thử đi. cái Vì là như một cái mặt đạn độc là nó sẽ chế mất bằng hai cái cục này, mà một cái cục này chế bằng mất 8 cái sáp rồi. sao lại ta, Thế là phải ủa nhân 4 lên. khoan từ Ông xem từ, lại đi, ông ra cái máy đi xem lại đi. ông có lộn không, một cái cục này là hai sáp mà, Đâu tôi thấy là 8 mà. trời ơi tôi có bị mù đâu, hai hả, coi lại đi, Đây trời ơi tôi đây tính tôi chụp rợ ảnh thôi là thử ra qua rồi, Discord cho, tôi thề tôi chụp ông ảnh qua luôn, Discord cho ông mà. tôi thề ông luôn, hai sáp mà. Tôi chụp ảnh qua ok Discord cho ông. ok 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 mình để mình kiểm chứng lại nha các bạn, rõ ràng các bạn thấy với mình là hai sáp không. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ mình sẽ để cái máy đèn trước đi, rồi sau đó mình sẽ tính rõ được cái đường dây điện ha các bạn, mình đi đường dây điện nó như thế nào để cho hợp lý và sáng nhà sáng cửa. Mình nghĩ là Tôi xem đi. cái từ 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 để tôi đặt cái máy đèn ở đây cái đã. Ok, cái máy đèn ở đây là hợp lý các bạn, nó sẽ không chìa ra. À, nó sẽ không chìa ra quá, không chìa luôn chứ không phải là không chìa ra quá nữa. Rồi để mình ra mình Discord mình coi coi. 888. 888. Ủa, tại sao tôi có hai à? Tôi có hai thôi, only hai thôi. Thề với ông luôn. Ủa? Ủa, trong đây cũng 8 nữa nè. Ủa, what the fuck? Mà, nhưng mà có đi ra, vãi lâu vậy. 8 8 8 16, 16 với 16 là 32 đúng không? 32 cục sáp. Không nhưng mà tôi nghĩ là được, tôi nghĩ là được. Ủa kỳ vậy ta. Sao tôi mình xem ở trong cái Enram nè. Cái Enram thì nó có hai ông ơi. À, ông coi trong cái Enram Ừ, không? Chắc là chưa được, đúng rồi. Ông chưa coi được. Ok mà tạm thời như vậy đi các bạn.
Thì bây giờ để mình tính cái đường dây điện, ông làm tôi rối không? Cái đường dây điện này thì mình sẽ đi ra đây một thanh thẳng, mình gặp cái ngã ba, mình quẹo qua đây. Ngã ba thì chúng ta sẽ đi ngã ba thì có vẻ như là không hợp lý, nhưng mà nó chỉ có ngã ba với ngã tư thôi. Ngã ba với ngã tư thì mình làm ngã ba ở đây đi. Ngã ba ở đây. Nếu mà đường dây điện thì sẽ đi vô giữa. Trời ơi, khó ta. Đi vô giữa đi len qua đây. Ok, tạm thời mình sẽ chế mấy cái thẳng trước đi. Không biết nó có cái cua cua quẹo không ta. Cấp bò Có kẹo không? đây Ông chỉ strike là này. Không, tôi không thấy cua quẹo ông chế ơi, ông coi lại sao chứ. chế ngang chế thẳng thôi, nó gọi là elec kìa. Tôi thử này. Cái một thẳng là cái stress electric cable này. Nhưng mà tôi cần cái ngang, hiểu không? Tôi cần cái quẹo, cái quẹo quẹo chứ lộn. Quẹo hả? Chắc là mình sẽ làm cái ngã ba Electric đi. Ngã ba bên đây. Dính vô chưa ta? Ui, tôi khề với ông mà tôi không thấy được cái gì luôn á. ông chỉ cần đặt cái outlet thôi là ok mà. Tôi biết rồi nhưng mà tôi không thấy đường dây điện luôn á. Kỹ sư mà là không thấy đường dây điện thì làm đéo gì mà biết được. Cable làm tiếp. Cái này bỏ tí wood vô để làm cái outlet là xong. Cái này mình gọi là cái cùi chì á các bạn. Nhưng mà thực tế nó là cái đầu ra. Rồi để mình thử thôi nha các bạn. Để mình xây tới đây đúng không? Rồi, cao led. Mình sẽ để kiểu như đâu đó đi để. Cứ đi ở dưới Ui, đây sao mình cũng được, xây tới anh đây đi ở dưới. nữa? Một hồi nó lòi ra tới đây rồi ta. Vãi cái đấy, nó hơi bị xéo rồi các Chưa bạn. cố gắng. Hơi Đốt bị. tí tôi đốt tí ra nhá, đốt tí ra để lấy xăng. Lấy gà chứ. Xăng cả oi này, oi có Xăng oi xăng rồi này. xăng xăng tôi mới lấy bên đây, tôi chia lại bên đây 3 bình đi. Bên đây thử, tôi thử thôi. Bỏ vô đây. Đó, bên đây quất không? Bên đây quất không? Anh bao rồi. Không Anh quốc, không quốc. ui, tôi đi đường dây điện sai rồi ông ơi, chết mẹ luôn. Ok, mình đi dây điện, đường dây điện trên trên trời đi cho chắc, chứ mình đi dây điện dưới đất nó âm vô quá, đường dây điện âm khó lắm. Ok, ở đây mình đi sai đó, vậy đi cho chắc. Ấy cha, ở đây chết mẹ rồi. Ok, làm một cái ngã ba. Nói các bạn thấy đi đường dây điện khó không? Là một cái ngã ba. Sao từ cái ngã ba Đâu đâu? đúng không? Cái gì? Đúng mà. Đúng cái gì? Đúng mà. Đúng gì Ông là sao? xây lại ông xây lại nguyên vừa lấy xong là ông cắt vào trong cái này. Ông nói gì vậy? Phải Cái cho cả xăng vào trong cái này nữa mới được. xàm. Có dây điện là không có xài xăng ông ơi. Thật à? Trời ơi. Đây làm cho ông Chứng xem. tỏ mình gà quá. Cái ngã ba mà cái ngã ba sao nó xéo vậy ta. Ui, tôi có làm gì sai không ta? À đây này các bạn, à đây mình hiểu rồi, mình hiểu rồi, đây đây đây. À ha, hợp lý, nó lại hợp lý. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao? Ủa cái này là cái gì ông? Sao đặt không được? What the Cái này á, cái này như là cái đường dây cụt sau mà. Thế tôi thề luôn. Khó phải cái đấy. Ui bây giờ tôi đéo demolish nó được luôn kìa. À, ông coi demolish nó được không? À, các bạn từ từ chờ mình tí. À, mình hơi rối cái vụ này làm hồi hết couple luôn á. À, hết hết vai to luôn á. Thôi mình chơi gì được dây điện xéo nè.
Đường dây điện xéo là tôi thấy hợp lý nè, làm một cái thôi chết mẹ làm nhiều thế. Đường dây điện xéo nè, mình thử làm cái đường dây điện xéo coi biết liền cái gì. Đây nè, chúng ta bắt đầu từ đây ha. Rồi sao quay ngang được trời? Vấn đề là sao quay ngang được nè. Nó không có dính vô, mình bấm rồi mà nó không dính nè có. Ở đây nè, nó dính nè. Chắc là mình phải Không cần chế. đâu ông ạ, ông làm luôn cái cầu chì ông để đặt, đặt luôn đây à, và dây nó tự Tôi muốn là đi đường cho nó đẹp á ông ơi, chứ tôi biết mà, tôi biết để đó mà. Sẵn mình làm là làm cho nó đẹp luôn. Ngã tư đi, mình làm một cái ngã tư. Còn cái này là đường dây điện cục đó các bạn. Tới giờ hình như là nó mới thêm vô thôi, hồi lúc trước mình không thấy. Đây. Chơi xấu xấu đi chơi luôn. Đó, lần đầu tiên mình đi cái đường dây điện mà ngang đầu nổ chết mẹ. Thôi non nè, thấy không? Thôi non được không ơi? À, đường dây được điện chưa? xấu vãi cái Thế kệ cũng được. Rồi rồi, ok, bây giờ bỏ sáp vô. Tôi thề luôn là bên tôi chỉ có thấy hai thôi á. À, ông coi tôi là Ông bằng. đi, ông đi. Ông đi ông bị giật thì tôi bị giật đâu, tôi lùn mà. Tôi đi không tới. A B bởi vì lùng cũng là một cái lợi thế các bạn. Oi và Blackbird. Ông kiếm Blackbird đi, tôi cũng thấy Blackbird. Black Pearl bây giờ kiếm đâu rồi không? Ui trong tôi farm nhiều lắm, tôi farm nhiều lắm. Ông để trong con nào? Hình như trong con móng tay dài á, Blackbird bên đây nè ông nội Móng tay ơi, dài. bên Sầm Móng tay Mai dài. á. Tôi nhớ là Không biết. tôi có một mớ bên có nữa. Ui thiệt sự các bạn ơi, mình thề với các bạn là A B A so đây hai sáp thôi. What the hell, hai sáp thôi mà bây giờ nó ra tới Sáu cái tận đã đủ rồi, tám sáu cái tám đã đủ rồi. cái Sáu cái đã đủ rồi ông ơi. ấy. Tôi đang nói sáp này đó, là mình tính sai hết thân rồi. Bây giờ mình làm được, bỏ bỏ lát bơ vô chưa, không bỏ lát bơ vô chưa, bên con móng tay Chưa, dài tôi đấy. không cầm. Mà đây không có ông ơi. Sao lại không nhờ, kỳ ta, mình nhớ mình đâu có cất ở đâu đâu ta. Xem lại À, xem. con mega theorem coi, tôi nhớ là tôi bỏ hết đồ bên đây nè. Blackbird Đúng đây không? đây đây, bốn cái nè. Rồi rồi, ok. Như vậy mình đủ chế một cái ga mát thôi các bạn ơi, chết mẹ luôn. Rồi, ôi nhưng mà không ông ơi, mỗi lần chế được 6 cái, what the hell. Má, nó đưa mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác luôn. Và bây giờ có cái cơm nắm đó rồi, chúng ta sẽ chế cái bàn, chế cái mặt nạ này ở đây đúng không? Crystal và polymer. Rồi ông chuẩn bị đi. Tôi đem cơm nắm vô liền. Crystal polymer. Để coi bên này có không, polymer bên đây hết nè, crystal bên đây có rồi nè. À, Polymer mà. có rồi ông ơi. Rồi rồi, bỏ vô đây. Đó, à, mình. À, nó đưa mình đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác các bạn. Đó giờ mình đâu có làm mấy cái vụ này đâu, mình đâu có biết. Rồi, xong. Ui. Ok. Rồi ông lấy một cái đi, ông tôi bỏ lại một cái nè. Ok, tôi Rồi bỏ và đi. bây giờ thì chúng ta sẽ làm tiếp cái empty bot nha các bạn. Empty right bot thì Bristol. Ui. Ở Rapper Smile luôn phải không? Ok, Crystal, File, 2, Metal, Oil và Polymer. Á, hơi bị nhiều đồ nha. Crystal, tắt cái máy này đi. Thế đẹp tay không? Đẹp, 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 đẹp. Crystal, File. Ông phụ tôi cái, ông phụ tôi hơi bị rối, đồ nhiều quá, tôi không nhớ nổi. Ông thiếu đồ gì nào? Empty Right Bot, Metal và Polymer nè, ok. Đây tôi polymer đây, metal đang Polymer lung đây. bên đây, metal bên đây rồi. Bây giờ thiếu polymer thôi. Ông có chế Polymer. polymer một ba cái nữa thôi là đủ. Ba cái nữa thôi. Mình chỉ cần một cái thôi các bạn, mình chỉ cần một cái thôi. Có thể là sau tập này mình sẽ bỏ cái mod đó ra. Mod nó cũng không cần thiết với mình nữa, tại vì mình chủ yếu là mình vào mình farm thôi.
Rồi, ok được rồi, ông ơi tắt máy đi. Cãi nhiều quá nó cũng ồn ào lắm. Xong. Và bây giờ thì mình cũng chưa có sử dụng cái mod này để mình thử thôi nha, đối với con Meratherium. Ui, Tụ cái mod cậu. này nó chỉ ui. Nó cho sử dụng trong 30 ngày không ơi. Đúng rồi, Ờ đúng rồi. đồ này kiểu Cái như khoe đã được sử đồ dụng rồi. mod là không bao giờ nó hay ho. À, ông phụ tôi đem đồ từ con Meratherium mình vô cấp mình tôi đi. Ui cái gì ông bỏ cái empty bot của tôi rồi. Đây Đập đây ra, đây dùng dùng đây. ra đi, dùng dùng ra, bỏ lại con ấy cũng được nữa. Ok. Ui nhìn nó đẹp không các bạn? Cho mình quăng lên cho các bạn xem. Hơi bị đẹp ấy, hơi bị đẹp. Ờ. Ghê đấy. Rồi bây giờ thì bỏ này vào rồi sau đó cho nó ăn đúng không? Không? Không, ông cầm ra chuột trái bình thường, ông giữ chặt vào người nó, giữ chặt vào người con Megatherium, giữ chặt chuột trái. Giữ chặt chuột trái là đánh hả? Ừ, Khủng. ông đã cầm vào quả đấy đâu, ông đã cầm vào quả đấy đâu. Ok. Quên quên. Cầm vỏ này sau đó giữ chặt chuột trái. Ôi, ghê 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 thế. Bỏ rồi sao nữa? Ui, what Đấy. the fuck? Ở giờ sao quăng nó ra? Quăng nó ra bình Chuột trái thường ném ra. thôi. Holy shit. Ghê đấy. Rồi sao tôi Nhà thua tôi nó? bị nó. Sao tôi thua nó vô không được? Ôi. Ông có hiện dây không? À được, được, phải đứng gần nó các bạn, phải đứng gần nó. Ok. Nếu bây giờ nhá, bây giờ là ông nghĩa là trong mấy trăm giây nó mới đi một lần đấy. À. Liên tục là nó sẽ bị ngất đấy, ngất con thú ấy. Xỉu con thú. Ông ơi nhưng mà tôi lặng quá ông ơi. Tôi đi làm sao được đấy? Rồi, vứt qua vứt vứt ra tôi xe bớt nè, bây giờ mình cất hết tất cả những cái đồ cần Đây. thiết, vứt hết berry, vứt hết nè, berry vứt ra hết, không lấy berry lấy Khi bà fiber nè, để khi bà để vào chị tin kìa. fiber nè, rồi nè, tôi lấy thác luôn, lấy hai cái bài lát nè, tôi lấy rồi, miss boiler luôn nè, silica nè, da nè, Gasmat của ông kìa. Ông lấy gasmat của Gasmat đi tôi thả của nè. tôi nhé. Của tôi ông ơi. Tôi giữ giùm cho, tôi giữ giùm cho này nè, cái này luôn nè, rồi sau đó là tường vứt nè, hai cái móng tay của Trizino bỏ nè, bốn mấy cục đá nè, rồi biotoxin. Mình không hiểu là các bạn kêu mình làm biotoxin làm cái gì, tại vì thứ nhất không phải là nó làm nữa mà là các bạn kêu mình đi lấy biotoxin. Mình sẽ nói về cái công dụng của biotoxin cho các bạn nghe. Biotoxin là giết con sứa thì nó sẽ được biotoxin, nó là một cái chất giống như là narcotic, khi mà thêm thú cho thay vì cho nó ăn narcotic thì nó sẽ lên được cái cây ngất xỉu đúng không, thì cho nó ăn biotoxin thì nó sẽ chất lượng hơn nhiều và nó không giống narcotic ở một chỗ là nó có thể chế được đạn, hiểu không, cho nên là mình thấy nó khá phế, tại vì mình đa số mình thêm thú á, là mình cũng không nghĩ là mình sẽ xài narcotic nhiều đúng không, một số con thôi các bạn. Biotoxin ngoài việc cho thú ăn ra thì nó không có chế được đạn, cho nên mình thấy nó hơi phế, cho nên mình không muốn lấy thôi chứ không chả có vấn đề gì cả. Fiber, ông nhớ là fiber tôi để ở ngoài đây trong cái tủ fiber còn nhiều lắm luôn nha ông. Ừ, đây có biết rồi. Ok. Là anh em đi triển khai đi chứ nhỉ? Chưa chưa. Mình phải bỏ hết tất cả đồ vô nè, ông chạy ra đây nếu mà mấy cái trong tủ nó còn nhiều đồ á. Nhưng Ông mà tôi nói trước với ông này, cái thời gian của cái mặt nạ độc này nó rất là ngắn. Nếu mà ông vào trong đấy, trong vòng mình chỉ vào được tầm khoảng 5 phút thôi. Nếu mà ông vào tầm quá 5 phút, 10 phút là cái mặt nạ độc này nó sẽ bị hỏng. Mà ông sắp biết rồi đấy, nếu mà nó bị hỏng anh em mình tèo. ok. Nghĩa là nó sẽ quy định cho thời gian đấy chứ không phải là quái đánh hỏng mà cứ tầm khoảng chục giây là nó hỏng một độ bền à. Ok liền. Rồi bây giờ nè, ông chế giáp đi, ông lấy đồ ông chế giáp đi. Ok. Ok, bây giờ tôi chuẩn bị vài thứ cần thiết nữa là mình đi được. Ông cứ chế giáp cho ông xong, ông chế giùm tôi một cái áo nữa là được. Một cái áo Ông và phải chế một. hai bộ, mỗi người chế hai bộ. Không nhất thiết, không nhất thiết. Ông muốn chế thì Hai bộ ông ơi. À. tôi chắc chắn là Ông chế một không, cái. tôi đi ra là không quá một 5 phút đâu, yên tâm đi, Ông chế hai một bộ à? tôi không cần chế, ông chỉ cần chế cho tôi cái áo với cái tay là ok hết.
tôi cần hết. Ok. Tôi tự tin vào Omega tại vì tôi có train nó rồi. Có một số bạn kêu hỏi mình train level như thế nào thì ngoài cái việc mà mình không biết nhiều, mình chỉ biết là đi đánh cây và farm thú thôi. Hoặc là các bạn siêng hơn nữa thì có thể đi lượm mấy cái loot mà mình với ông và anh hay đi á các bạn, thì nó sẽ tăng kinh nghiệm rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều luôn. Thì Tôi tất để giáp ở trong smithy nhé, ông lấy đi. nhiên ok. Rồi ông lấy thịt chưa? Thịt tôi mới Ok, lấy có xong rồi. hết rồi đó. 28 cục tôi nghĩ là không đủ, chế thêm nhau để tôi lấy thịt thêm. Đây tôi có 30 cục, thoải mái ông ơi. 30 cục thịt chín đó đúng không? Ừ thì chín. Rồi rồi, bây giờ tôi vớt cho ông. Giờ trong cái inventory ông có đồ nào nữa không? Ông biết cho tôi cái cắt phát nữa là xong. Không, ấy tôi nói là trong inventory ông có đồ không? Còn tôi á, còn tôi có cái pick, cái hatchet và cái spinach. Rồi Hiểu ok, bây giờ ông lấy con cóc đi đúng không? không? Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ cởi cái con này để gắp con cóc của ông nha các bạn. À, không, mà ông lên ta be đi rồi mất công là tôi gắp trúng ông nữa không? Lên ta be đi. Đâu, ông phải gấp con cóc nữa thì tôi farm Cementine mà, ông gấp. Còn nhưng mà con tabe có gấp con cóc không? Ta be tôi đang nghi nè này chứ, ông thử ông lấy ta be gắp con cóc coi. Nếu được thì tốt, tôi cất con chim mình vô cái đó. Nhấp thử coi. Không được rồi phải không? Hơi bị cay. Ông gấp tôi rồi. Chà khó ta, làm sao để vận chuyển ta? Ông ngồi lên thử coi, tôi gấp tôi lấy con chim tôi gấp con ta. Được không? Ngồi yên, ngồi yên, ngồi yên. Gấp ông không à? Ông ra ngoài chỗ thoáng, gấp cho nó dễ. Trời tối thế. Được không? Chưa được. Gấp được mà ông. Đó, gấp được ông. Thôi giờ đơn giản lắm, ông lấy con ta be đi. Ông lấy con bờ te chứ, ông lấy con bờ te đi theo tôi gấp con cóc rồi đi 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 hai chiếc. Hợp lý. Rồi. Ông thu con kia vào đi, Rồi tôi thu rồi, tôi thu rồi, tôi bỏ trong túi rồi. Bây bờ giờ te thì mình nghỉ đâu nha. mình sẽ để đây đây hết đây. Rồi. Còn mình chưa train cái con quỷ cốc này nữa Không các cần đâu, ông vào trong đấy ông đánh tôi lên vào vào tôi đứng sau. bạn. Rồi. Rồi ok, let's go. Ông nhớ dẫn đường tôi nha. Ok, vào đây là thời khắc quan trọng. Được. Theo ông thiết nghĩ là nếu mà đi cái ga mát này, ông nói là 5 phút sẽ bị hư đúng không? Đúng rồi, Thì đi khoảng bao lâu? Cái hang rộng không và sâu năm không? cái hang đấy thì nếu mà khá là rộng, đánh hết quái ở trong đấy rơi vào tầm khoảng 20 phút, Cái gì? 20 phút, Ông hai mươi phút và trong đấy nó cả tầm khoảng vài nghìn con đỉa, mà đỉa toàn level 300, ôi nó biết vãi cạn lồi máu của ông. vãi. Ôi ông nói. Ông nói hơi bị sớm á, ông nói hơi bị sớm không? Nhưng mà cái con Mega Therium của mình đánh ở đen nó full slot túi rồi, đánh nó được nhiều chi tiêm với cả Cementine lắm, mình không thể vào trong sâu quá đâu. À, có nghĩa là mình sẽ đi nửa đường rồi mình về đúng không? Đúng rồi, tầm khoảng nửa đường thôi, chưa tới nửa đường nên là xong rồi. Ok, như vậy là mình cũng khá yên tâm các bạn. Nếu mà mình đi 20 phút mà cái ga map mình chỉ có 5 phút thôi thì nó sẽ bị hư, thì hơi bị đuối. Thì nó bị toang. Thì sẵn đây mình sẽ cho các bạn biết được cái hang nó địa điểm như thế nào. Thì nó sẽ nằm ở trong khu rừng Redwood nha các bạn, nó nằm ở trong khu rừng Redwood. Cứ bay đi, cứ bay đi, cứ thẳng đi, tôi đang hồi stamina. Ok. Tôi cũng sắp hết rồi. Rồi dừng lại cho chắc, để sắp trước mặt là một cái Redwood cho nên là rất là ngại để đậu xuống dưới. Ui. Ui, có chỗ đồn đâu người, chỗ đồn đấy, chỗ đồn. Ôi, xong con ông. Tôi cần hết, tôi cần hết. Cứ bắt xẹp đi, cứ bắt xẹp đi.
Rồi, đứng đây là hợp lý. Nếu mà các bạn chơi cùng với các bạn của bạn mà với cái server host như thế này, có nghĩa là một người làm chủ host đó các bạn, thì khi mà vào thì rất là lag. Cho nên là ui cái đéo gì vậy? Phụ tôm ơi. Mày bị điên à? Điên à? Điên à? Đây là mình còn đứng ở trên thú ấy, bình thường cái con cho đô này mà mình đứng ở dưới một cắn một phát là mình ngất luôn. Thế không hiểu nhà phát hành đem làm cái gì mà tạo ra nhiều cái con mà nó đáng ghét vãi cả lồn ra luôn. Thề lúc trước là không có Con này mấy con này. nó cắn mình lâu chết lắm, nhưng mà nó cắn một phát là ngất luôn cơ, lại có vậy cơ. Thứ nhất là nó ăn cắp đồ vãi cả lồn, mà 30 cục thịt mình để phím không á các bạn, nó đi ngang nó sực cái nó chạy. Phải con đó không ta? Hình như con đó đúng không? Không, con này là con cắn ngất đúng không ạ? Cái ngất đúng không? còn Ừ, con còn này có một cái con là mà má nó lẻn lẻn mà nó canh lưng mình, là nó quất một phát là hết thịt mình luôn. Đó. con Pego. Tôi hay lộn hai con đó, nó kiểu như nó giống. Thấy đâu chưa ông, thấy đâu chưa? Ok, tôi thấy rồi, cứ đi cứ đi cứ đi, từ Tôi từ sẽ hết chiêu qua nhanh stamina. lắm. Ok, nó Tối quá nằm ông ơi. chưa chỉnh gamma 5 á, gamma 5 là mát cay rồi đó. Anh, tôi bị rơi rồi. Ôi, tôi chết What rồi. the fuck? Cứu tôi với. Ok, chờ tôi tí. Ui. Ui, giờ này gặp anh này nữa. À, con nó tên là cái gì tôi quên rồi. Thì là cô leo. Ok. Thì là con leo đi ông ơi. Từ từ, tôi gấp con cóc lại. Vẫn chưa gấp được đẹp. Còn sao không? Đây sắp đến rồi. Ok. Ông bị đỡ đây bờ bên, bên trái ông, bên trái. Ông có làm cho tôi cái giáp không? Ôi vãi cả Để trong xuống lồ. đi, để trong xuống đi. Đây tôi có rồi, tôi cua rồi, đây tôi đưa. Tôi sợ chất độc nó ngấm vô người tôi chứ không gì. Ui, có một con Đây sát sách à, đẹp quá thế. Ok, chúng ta tới hang rồi các bạn ơi. Chúng ta tới hang rồi, đừng đừng có vô nha, đừng có vô nha, đừng có vô nha. Con đậu ngoài đi. Rồi bây giờ chúng ta để hai con chim này chúng ta ở đây đúng không? Và sau đó ông cởi con cóc đi lại gần cái miệng hang. ông cầm lấy ai giáp này, tay với cả áo đúng không? Từ từ cho tôi đấy. Nào, này. Rồi, và đeo mặt nạ vô nha các bạn. Nhớ đeo mặt nạ vô nha. Không là chết đấy. Đeo mặt nạ chưa? Hình như Vào luôn đi ông. có cái phím gì mà mấy mấy ổng chỉ tôi là để xóa F3 đúng không ta? F5, F6, F7 để xóa được cái khung ở ấy á. Cái khung mà đeo mặt nạ á, khó chứ ta. Rồi vô luôn ơi. Nè nè nè, tôi đếm 1 2 3 vô nè. Vô chung nha. Ông vào đi, ông cứ vào đi. Rồi tôi vô rồi đó, tôi vô tôi lắc rồi đó. Sao tôi bị kéo vào trong rồi? Thì đương nhiên. Ôi, tôi bị crack game rồi. Vui vãi cả lồn, nó bị lát rách game. Rách chưa? Mời mời lại tôi. Ok, chờ tôi. Các bạn chờ anh tí nha, mình mời ông Hoàng Anh cái đã. Ok, mình đã mời Hoàng Anh rồi, bây giờ chờ cho ông Hoàng Anh vô. Đó, mình mới thấy cái con gì nè, bên đây nè. Ui. Ui cái gì kìa? Nước hay gì ta? Ui nước 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 nước. Khoan từ từ để mình xem cái gam hát mình nó xuống bao nhiêu phần trăm rồi. Ui nó xuống hơi bị nhiều rồi ông ơi, nhanh nhanh ông ơi. Để tôi đi ra lại. Ok. Không thể để mà cái gam hát nó hoang phí vậy được các bạn, thời gian nó không có nhiều. Lật thế. Ok, cuối cùng cũng thoát ra khỏi miệng hang rồi. Vô được chưa ông? Ông muốn mở đoạn sang tới được đâu. Kỳ á, nói tôi mời ông ra Hoàng Anh. Đây.
ơi, đi vào trong quăng, Thì biết vào rồi, trong từ tới từ đây. từ biết rồi, biết rồi. Ok, Hoàng Anh đã vô rồi nha các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ vào nha các bạn. Thời khắc quan trọng đã tới. Rồi, bây giờ nếu mà mình chủ hết vào á, thì mình sẽ kéo Hoàng Anh vào luôn nè. Đó, vào rồi. Nó hơi lắc, bây đừng đừng đi sau, đừng đi sau. Đừng đi sau, tôi chưa quăng được. Coi chừng nó dí tới đây là hai đứa tẹo luôn á, hai đứa tẹo luôn á. Chứ không phải mình đâu. Từ từ nè. Từ từ. Ok. Rồi, và bây giờ mình mới đeo mặt nạ vô, mình quên, và anh nhắc mình là phải đeo mặt nạ vô, và bây giờ mình sẽ chơi nha các bạn. Ok, đi 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 các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ quăng cục này ở đây cho con Mega nó ra các bạn. Ở trong mũi nhiều lắm các bạn à. Rồi, let's go. Chuẩn bị nè các bạn, đi đi xuống đây luôn ha, mũi nó nằm ở trong đó đó các bạn. Rồi, chơi nào. Rồi là ok, ông cứ gọi cái đấy ra đi bọn ông. Ui, các bạn thấy không, các bạn thấy không, các bạn thấy không, kìa kìa kìa, nó kìa kìa, mũi à, mũi à. Ý, ông đứng sau ông quém phụ tôi nha. Chết mẹ, tôi không có vô cái hang này được, vãi cái lùn. Tôi lực mà, vào đây ông đi được mà. Cái vấn đề là giờ nó kẹt ở đây rồi nè, giờ làm sao. Đi Được đi. được 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 chơi chơi anh em ơi. Ui ui, đừng giết nó, đừng giết nó. Ok, ông farm farm đi, tôi đánh cho, tôi đánh cho. Đúng. Ui. Ui, ui, đau, 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 tôi phải giết nó ông ơi, tôi phải giết nó ông ơi. Ui, hơi bị nhiều, hơi bị. Rồi rồi, tôi xong rồi đó, ông muốn đi nguyên 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 cái xác à. Quá trời luôn các bạn ơi. Ui, được như chi tin rồi, báo cáo liền. Chi tin á? Ừ. Chi tin là ông ấy, à, đánh không, chi tin không, đi. lộn lộn siêu minh tin chứ. Được, mới được có tầm khoảng gần 2.000 chứ mấy. Ui, hơi bị nhiều ấy các bạn ơi. Ok, mình sẽ nâng tiếp con này lên qua đam nha các bạn. Mát đam. Khoan, từ từ, để tôi đi trước, tôi mở cơm bát trước cho. Khoan, Ui, cái gì vậy? Nặng 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 hả? Ui, xi măng tim thôi mà cũng nặng nữa các bạn. Ghê. Ê, nó dí không, nó dí không à. Rồi, quém, quém đi, quém đi, quém đi. Quém ông ơi. Ông đánh đi, tôi chạy, tôi làm gì có đam đâu, con này đánh nó có đam đâu. Rồi, tôi mở đường, ông bước bước tới, bước ông quém nó kìa, sáng nó kìa, kìa, bước tới kế bên tôi nè, cái bên phải ông nội ơi, tôi chừa đường cho ông đi bên phải nè. Ok rồi, tới tôi. Ui Không biết ui, stamina. rồi rồi sau lưng ông nè, sau lưng ông nè, sau lưng ông ba bốn sát luôn nè. Ok. Ok, nhanh nhanh ông ơi, gamma sắp hết, gamma sắp hết. Rồi tôi được tăng đam rồi, tôi được tăng đam rồi, tôi quýnh cho mà thấy nha, tôi quýnh cho mà thấy nha. Rồi 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 rồi, tôi dọn sáng rồi, tôi dọn sáng rồi, ông lên bấm đi, tôi lui lại nè. Ok, đó xong rồi, cái ông lui trở về tôi đó, các bạn thấy teamwork không? Cái teamwork như thế. Tiếp này còn còn ba con nữa nè. Rồi xong nè, tôi đi tới nè, ông dọn sát nữa nè. Quém sát nó liền. Ghê. Đi tới đây cái mình hết đi được rồi nha các bạn. Khoan 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 khoan. Khoan từ 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 từ. Bây giờ ông ra nè, ông ra ông đánh nó đi, ông đánh nó. Ông dụ nó vô tôi. Ông dụ nó vô đây. Ông dụ nó vô đây. Ông dụ nó gán 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 chạy vô nha, con cóc đi lùi không được á. Hai hai hai, tôi nghĩ là ông dọn được mà. Ui, hơi bị nhiều ơi. Á, tôi sợ ông chết á, tôi phải đánh á. Cứ ông cứ bấm liên lệ đi, ông cứ bấm liên lệ đi, ông cứ bấm liên lệ đi. Cứu 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 tôi, con lửa bình máu. Rồi, ok. Ui. Cho nó chạy vào bé ông ơi, còn đánh tôi tên teo ơi. Cái tôi bị kẹt, tôi bị kẹt. Từ từ từ. Ly hết chưa? Ly hết chưa? Ly hết chưa? Để tôi nhốt con này vô. Tại cái khúc này đi qua không được các bạn. Cái khúc này đi qua không được cho nên mình phải đóng gói con này lại, mình đi qua rồi mình quăng ra tiếp. Để hết đồ của nó vào nhỉ. Như xin mình tin rồi. Ok, rồi tiếp tục. Khoan khoan đã, để tôi bất tư xem bên người không. Ấy, ấy sao độ của con này mất tiêu hết rồi. Ông thu thì nó chả mất. Ông đây, ông thu nó trong cái túi đồ này đây. Đây này, nó trong túi đồ này đây. Ấy, đây what the fuck. Từ từ, đừng làm tôi rối, để tôi ly hết cái đám này cái đã. Không làm tôi rối. Đây, tôi vứt vào cho, đứng yên đấy, tôi vứt vào cho. Ui, làm tôi giật mình luôn á. Ui, đồ hơi bị nhiều các bạn ơi, đồ hơi bị nhiều, khoan từ từ. Mít, mình vứt hết mít đi.
Ui cái đồ nó có hiện lên cái dấu cân nặng bị ấy rồi các bạn. Ui. Con này 1,5 tấn mà ông được cộng 1,5 tấn. Ông bị ông slot rồi, Ờ full mất slot cái rồi. tin, Bây giờ mất mất xi tin em ơi, mất xi tin em. không không không, tôi lấy hết xe tin, tôi lấy xe tin quanh đây. Rồi hợp lý rồi À đó. ừ, ông cầm trong người, ông còn cầm trong người ông Đúng rồi, hợp lý. Tôi ba train trăm slot thôi. qua đây luôn. Còn má train qua đây thì từ từ chờ tôi một tí. Ok, rồi. Tiếp tục nào các bạn. This way. Ôi ơi, cái con gì cả? Ôi, đi đi. Ok. Tôi li nó rồi, tôi li. Ui. Bay đi ông ơi, mấy con này quấn không lại đâu. Ui ở đâu nó xuống vậy? Vãi cái Nó đáy. trên đỉnh ấy à? Ui, ghê Trong thế. này thôi à? Từ từ. Ông đi từ từ nha. Rồi. Để tôi đi trước này, để tôi đi trước. Ơi có chỗ này vô không được, chỗ này vô không được ông ơi. Được mà. Không được chứ. Sao đây? Không mà đi được khác được không? Mất công thu ra thu vô Được. quá. Coi mình coi ga mát nó mình nhiêu hả? Ga mát mình ui mới xài được 25% mình. Không đi đâu hả? Ê từ từ Ui, nha. lúc này Từ nó từ bắt tôi đầu nói ra từ chi rồi. từ. Ai 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 ai. Kim ai 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 ai. Trời thề trời luôn, ông trời. cứ đi lẻ chết tôi luôn á, thiệt. Kêu kêu tôi, kêu tôi, kêu tôi, đừng nghe, Ta đừng thua không? Từ đừng từ. thua. Ui, đau. Thề luôn, ông cứ đi lẻ suốt luôn á. Ơ sao này không đi vào Tôi được? nói nó không đi được mà, không đi được mà. Ui, ngoài đây nè ông ơi, ngoài đây nè, nó dí tôi nè, ngoài đây dí tôi nè. Ngoài đây còn con mũi nè. Ui, thế là mất cái máy farm Seventeen của mình rồi. Để tôi lấy cái túi đồ bên kia này, Từ xem từ, tin từ mình. từ. Chờ tôi đi chung được không? Ừ. Ui, ông ẩu thế. Rồi, ok. Tôi vô tới. Con nhện như con kiến, con kiến em em con kiến. Ném ra ném. Ui, có con gáy. Ây da. Ok, ông cứ núp xe phía sau tôi đi, ông đừng từ từ. Đây cái túi đồ này. Ông đi ẩu là chết, ông đi ẩu là chết. Ui, con này full gần full slot rồi. Rồi gì đâu nữa? Từ từ xuống này để nhiều lắm đúng không? Để Ôi ông đi, để đi. luôn 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 đi, để tôi. Tôi lo hết cho ông, tôi lo hết cho ông. Ui, để đâu một cái mấy trăm ngàn con vậy? Cái quận con vậy? Ui, silica nhiều ấy ông ơi, nhiều ấy. Tôi bảo ông mình nhiều chưa? Bây giờ vô đối luôn đây, vô đối. Ui, mỗi con là 44 level các bạn ơi. Ui, ôi tôi bị để ấy rồi, giờ sao ra bị rút máu tôi nè. Đây, để tôi lấy ra cho, để tôi lấy ra Có lấy được hả? Lấy được sao? cho. Ừ, lấy được. Tôi Lấy chặt lấy em sao? một người xong ấn xong Em vào click người. chuột vào là xong. Ok. Tôi chặt em một người click chuột vào. À, mình rung quá các bạn ơi, mình rung quá. Mình đi nửa đường thôi nha các bạn, tại vì của mình sắp gần kiểu như xài được 60%. Ủa xài 40% rồi. Không lấy mấy cái đồ cần thiết chưa? Xong Tôi chưa, lấy xong rồi, chưa? bây giờ tôi lấy được, Rồi giờ đi tiếp ha. hơn một cái xem thì Giờ tôi đi tiếp đi đường nào đó, đi thẳng. Ông đi trước clear đỉa đi, không? tôi đi trốn ra Ok, đỉa đâu, tất kịp nhiên, tất tôi. nhiên. Đi đường này đúng không? Ừ, đi thẳng đấy. Ok. Không phải ê, có kiến, từ từ. Ông có đứng ngay Anh cái tầm tôi của tôi đánh là coi như là tôi lia hết cho ông luôn. Ơi nhọn. Này thì nhọn. Ui hơi Seventeen hơi bị nhiều các bạn ơi. Tôi sắp nặng rồi, từ từ. Không đi. Ui rắn kìa, rắn à. Lui lui lui. Ông đứng ở trong, ông đứng ở dưới chân tôi là tôi ly hết, tôi ly hết. Ừ. Rồi ừ, ông cứ đứng sau lưng tôi là tôi ly hết cho. Rồi Ôi ui tình nghĩa thịt hơi bị nhiều ông ơi, thịt hơi bị nhiều để tôi vứt ra hết. tôi nghĩ là tôi sắp chết đúng không ạ? Sao vậy? Gas mask của tôi chuẩn bị về làng. Ui vậy hả? Vậy lui lui lui. Ủa sao gấp mắt không nhanh như hả? Tôi chưa được 50% nè.
Ôi, tình chạy về ông ơi, chạy về, chạy về, chạy về còn kịp. Thôi 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 tôi. Cũng hứng thế, đang 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 hứng tay, đang hứng tay nè. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi, tôi thu con này lại, chạy cho nhanh. Rồi chạy trước đi, chạy trước, tôi chạy nhanh lắm, chạy nhanh lắm. Đi xe Rồi, tôi đi đi không đi có đi. bên đường. À. Ui, mắc hứng thế các bạn. À, gà mát của ông này còn còn có chút xíu à. Đi thẳng 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 đi đi. Ok. Ủa sao đồ ông mau hư với người ta? Hay là do nó đánh không? Tại chắc là đánh tôi, không đánh đánh hư Ui, mà không. tôi nói ông rồi, à, đừng có đi lẻ chờ tôi, hiểu không? Ô, level bao nhiêu rồi nhỉ? Level 99 rồi này. Ui, 99 nó hơi nhanh chứ hả? What Đi hàng ngày lên cấp em. the fuck? Ui, đi hang. À, hồi nãy ông nhiêu nhớ không? Hồi đấy level 8 mấy. Ui, tám mấy. Má, các bạn biết là từ 80 mấy mà lên tới 99 là một cái quá trình kinh khủng không? Mà chỉ cần một cái 5 phút đi hang của chúng ta thôi là lên 99 luôn. Hình như max cấp là nhiêu không? 100 mấy hả? Max cấp là 105 ông ơi. Ôi. 105 mấy cả nếu mà đánh bot aberration mấy cả extension là lên được 135. Ok, Một, xong, hai, bây giờ chúng ba. ta đi về. À, các bạn thấy hôm Tôi nay cầm được là... tôi cầm được nghìn nghìn tư 17. Ôi chết mẹ, tôi sao tôi phóng vô là cái túi đồ tên sao hồi nãy tôi không hiểu. Ấy ấy, cái túi đồ của con Teratium là như thế nào sao tôi không hiểu. Đi thì nó rơi ra như ở dưới đất, như cả một túi đồ mới, một Ôi túi sứ vãi chết cái ấy. lồn, vô lại ông Thế ơi, tôi từ nhắc từ. lại. Từ 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 từ. Cứ đi. À thế thì ông phải vô, ông phải vào rồi tôi không vào được, các bác của tôi hỏng rồi. Tôi quan trọng một cái nè. Không biết tại sao trong túi tôi lại có nữa nè. Nè nè, dư sức cho ông xài luôn, đi. À, không nhớ được không chỉ đi không nhanh ông ơi. Đi xuống đây. Ui. Nào đấy. Hồi nãy tôi nhớ là cái khúc mà trước khi kẹt á. Khúc mà Sau có đây, đi sau con đây. nhà nữa. Không phải đây. Ông thua đoạn này đúng không? Không phải đây, đi lên tí nữa. À, đi lên tí nữa, đi lên tí nữa. Đây này. Đây này, đúng rồi này, 234 đây này. Ui hơi bị nhiều, bây giờ tôi full lót rồi, ông còn lót nào không? Lấy đi. Ai lặng quá. Ông quăng bớt đi, ông quăng bớt đi. Tôi cách ta 500 quay được. Nhưng mà tôi còn có mấy slot đó thôi à. Thế tôi vứt cho ông xem tin nhá. Ok, cái nào nặng cứ đưa Đấy, tôi. đấy, xem tin đấy, xem tin đấy. Ok. Rồi, đi. Được chưa? Nhanh lên ông ơi, ra mát ông xong rồi đó. Ui, ông lụm mấy cái này làm chi? Vứt, 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 đúng rồi. Sao sữa máu đỉa nhiều thế? Ở máu đĩa cần mà. Ở máu đĩa tôi không nghĩ là làm cái gì đâu. Nhiều lắm, ui tôi cầm phải hàng nghìn máu đỉa. Hồi chưa chuẩn bị ra mát ông đi á. Chạy ông ơi, chạy Rồi. ông ơi. Mà đi tầm này nó cũng vừa tầm rồi, mình vừa full 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 độ lặng rồi, mình không không đi được nữa, ông hiểu Phun phun đồ nặng hả? không? Ừ, tôi là ông full độ lặng, bây giờ con kia đi ra khỏi cửa hàng đâu, ông cứ thu vào ông lấy ra cũng đúng không? Hồi nãy là cái lúc mà ông chết á, là tôi thu cái con Therium lại, là ông có lượm cái túi đồ của nó lúc đó Có. không? Ok, nó hơn nữa các bạn. Nếu dục là cũng cả mớ rồi chứ bạn. Nói Tôi biết chung cái đấy mà. là con mình với con cóc gắn bó với nhau chỉ được một hai tập thôi á, con cóc vắng số vãi cái đấy. Nhà mình còn hai con cóc nữa mà. Ông giờ nhà mình còn có một con cóc à? À một con nữa ở kia, tôi biết một con nữa ở đâu rồi. Ôi, tôi không thấy nó Đi luôn về á. đi. Đi ông đi theo tôi về gắp nó luôn. Từ từ Đi từ đi cùng tôi. từ. Ông đi con đó đi cũng được nữa. Ok. Đây ông đi đi cùng tôi này, à tôi thì tôi về tôi gấp rồi cho. Rồi 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 ok. Ui con bà te nặng ông ơi. Thì ông tôi con này đi, tôi bật nghe cho. Trend đồ qua con Aran, trend đồ qua con Aran bớt. Ông cứ đứng đó, ông cứ đứng đó, tôi coi con Aran còn nhiều mà Ăn coi. ăn nhiều, ăn ăn nhiều nhiều thịt có vứt hết đi ông ơi, vứt hết À, thịt vứt với vứt cả ấy ra đi. mít để tôi vứt cho, để tôi vứt cho. Vứt hết luôn chứ không là vứt gì hết. Cứ sạch ra mít mà mình quất thôi.
Rồi tôi nghĩ là được rồi, để tôi thử coi. Ok được rồi, đi ông ơi. Thôi ông còn gấp con cóc nữa. Đi đường nào, đi đường nào, đi đường nào. Ui chết Đây mẹ, đường này mất dấu kìa. rồi, mất dấu rồi, mất dấu rồi. Quay Đâu rồi, lại. đâu rồi ông ơi. Ở đây, đây. Đây. Đi đi đi. Ok bây giờ Hình như nó có. mình đi lấy con cóc còn lại nha các bạn. Không biết tại sao mình không nhớ là ở nhà mình có điểm danh hồi nãy là trước khi đi là hai con cóc, bây giờ chết một con cóc là còn một con cóc ở nhà. Mình nhớ mình tem từ trước là ba con cóc. Con cóc kia Cái làm gì nào một tôi con quên cóc rồi không? kia level cao nhất là hôm qua cái thuật sĩ nó đi ra đây cái mà nó chết ở đấy ấy. Anh em nào nó chết đi ông hiểu không, là nó À, tôi nhớ về nó bị con cá sấu quấn chết hay sao? tôi chỉ nhớ như thế thôi, tôi chơi nhiều nhớ mát lắm không, tôi không quên đâu. Ok. Thì hôm nay tổng thu hoạch của chúng ta là hình như là gần gần 10k chitin á các bạn. Gần hơn 10k chitin luôn chứ. Và Hai bao mấy nhiêu? ca Hai mấy ca thịt thì không nói, thịt thì muốn lúc nào cũng có. Với không, lại là tôi bảo bạn hai mấy ca chi tin đi. à, hai hai mấy ca chitin hả? What the fuck, Ừ nhiều dữ hả? Và bao nhiêu, bao đây con nhiêu? cóc, tôi nhớ không nhầm là con ếch nó là bạn này này Bao nhiêu xi măng phải tin không, ông nhớ không? đây mình tin chắc là được 3-4 nghìn à. Hồi 3-4 nghìn xi măng tin là nhiều đấy. Ok, ông gắt được Tôi chưa? nhớ không nhầm con bạn này này thì ông thấy chưa, Không, tôi chưa thấy, tôi chưa thấy. tôi nhớ không nhầm hôm qua chết là này mà đúng không nhỉ. Không, tôi nhớ là thêm con Megatherium là lúc đó là nó bỏ ở ngoài kia hay sao đó. Không, hôm nay tôi đi đường tôi cũng gặp ở đợt này, Hỏi gì tôi đi hả? con vật Chết nghe mẹ, không lẽ là nó chết rồi? ấn chữ L lên rồi chết chưa. Để tôi coi coi. Dismoliston. À, Không, tôi chưa chết nhìn. ông ơi, mới chết con, chưa chết con. Đợi. Chưa chết đúng Cô đi về thì mai tôi tìm. không? Ok. Giờ này đêm cũng hai chỗ tôi là 2 giờ 15 rồi, 2 giờ 30 phải đi ngủ rồi. Ok, thì video mình cũng chỉ tới đây mà thôi. Ok, hết stamina luôn. Thì cảm ơn các bạn đã xem video này. Thì các bạn đang xem mà chưa bấm đăng ký, các bạn nhớ bấm đăng ký để ủng hộ cho channel của mình đạt 10.000 subscribe trong thời gian sớm nhất nha. Và các bạn nào đăng ký rồi, cứ nhớ bấm cái chuông. Khi mà bấm cái chuông thì khi mình ra video nó sẽ thông báo cho các bạn biết vào lúc 5 giờ chiều hàng ngày nha. Các bạn nhớ đón xem nha. Ok, bye Chào tất cả các bye bạn các bạn. nha. Rồi, chào mọi người.